Chào các bạn, tôi là Diệp Bích và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Love for Shine TV. Hôm nay như mọi người đã nhìn thấy tiêu đề thì tớ đã vượt lười để tranh thủ trong lúc Mochi ngủ giấc buổi trưa. Tớ sẽ tổng kết với mọi người xem một tháng vừa qua thì hai mẹ con tớ đã làm được gì sau sinh nhá. Như mọi người đã biết thì ở cái clip cuối cùng tớ làm là cái clip đóng đồ đi sinh. Thì sau đó khoảng hơn một tuần, vào ngày 15 tháng 3, hai vợ chồng tớ đã lên đường vào bệnh viện Việt Nhật Bạch Mai để sinh em bé. Chắc là câu chuyện chi tiết về việc đi sinh lần này thì tớ sẽ kể ở trong một clip khác. Nhưng mà vì tớ là sinh chủ động nên nó cũng không có quá nhiều thứ bất ngờ và kịch tính so với lần trước. Nhưng mà trước khi nói về các mốc phát triển của em bé trong cái clip này thì tớ cũng sẽ nói qua một phần quan trọng. Đấy là cái phần về sức khỏe và thay đổi tâm sinh lý của mẹ. Bên cạnh những cái điều mà tớ đã biết về sinh mổ so với cái lần sinh đầu tiên ấy, thì lần này nó đau hơn rất là nhiều. Tớ không biết là tại vì kiểu mình đã già yếu đi hay là tất cả những lần sinh thứ hai đều thế, mà trời ơi, nó đau kinh khủng khiếp. Các bác sĩ sau khi sinh thì có hỏi là lần đầu em sinh có đau nhiều không, có muốn thêm gói này gói kia để giảm đau không, thì tớ đã bảo không, em nhớ là lần đầu rất là ok, không thấy đau đớn gì sau sinh lắm. Thế nên lần này tớ cũng không lấy thêm thuốc giảm đau gì hay là yêu cầu bác sĩ kê thêm cái gì cả. Và trời ơi, tớ đã hối hận cái quyết định đấy một cách kinh khủng. Cánh 24 giờ đầu tiên sau sinh ấy, khi mà hết thuốc tê thì tớ đau dã man luôn ấy, kiểu đau mà không dám khóc, tại vì khóc thì nó cũng sẽ đau cái vết mổ. Và có một cái điều bất ngờ nữa là đau co giã con rất là kinh khủng, và tớ thấy nó còn đau hơn là chuyển dạ lúc sinh. Thì nói chung cái điều đáng nhớ nhất ở cái thời gian sau sinh lần này đấy là đau, rất đau. Sau gần 2 ngày thì tớ mới có thể ngồi dậy được, và sau đó thêm nửa ngày nữa thì tớ mới từ ngồi chuyển sang đứng được. Nói chung đang nằm ngồi dậy và đang ngồi đứng dậy là hai cái mốc đau nhất, kinh khủng nhất, kiểu cố gắng mãi thì mới vượt qua được ấy. Còn sau 5 ngày thì tớ cũng đã đỡ đau nhiều, đi thì cũng hơi phải lom khom nhưng mà cũng về được đến nhà rồi, và đưa em bé về nhà. Về các thay đổi tâm sinh lý thì lần này trộm vía tớ thấy tớ khá là ok, tâm lý ổn định, không bị hay khóc bất thình lình, mặc dù thỉnh thoảng cũng có một số lúc suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy mood swing, tức là kiểu đang vui tự dưng lại buồn, chán. Nhưng mà hầu như là lấy lại cân bằng lại rất nhanh. So với cái hồi mới sinh em bé đầu tiên ý, thì tớ thấy một tháng này tâm trạng của tớ tốt hơn rất nhiều, cân bằng bình thường chỉ bằng kiểu 1/20 so với cái hồi mới sinh mí. Chắc là tâm lý của người mẹ sinh lần hai cũng đã kiểu quen rồi, và cuộc sống cũng không thay đổi quá nhiều so với lần đầu nữa. Sau khi trải qua tất cả những cái thử thách của con gái lớn trong 4 năm đầu đời thì bây giờ thấy kiểu con gái nhỏ rất đáng yêu, dễ dàng, không có gì phức tạp ý, kiểu thế. Còn Mochi thì sao? Sau 1 tháng thì em bé đã có gì thay đổi? Thực ra hôm nay cũng chưa có cân nên tớ chưa update được cân em bé, nhưng mà tớ sẽ điền vào đâu đấy ở trong clip này sau khi cân được em bé. Trong 1 tháng vừa rồi thì Mochi rất là tập trung ăn ngủ, tương tác thì cũng chưa có gì nhiều lắm. Em bé đã bắt đầu biết nhìn theo một đồ vật nào đấy, ví dụ như là một quyển sách tương phản, đây có nhiều hình ảnh tương phản như thế này chẳng hạn. Đây là cuốn Xin chào thế giới nhỏ của tớ, của nhà xuất bản Thế giới, trong tủ sách của AZ Kids đấy. Thì khi mà để rất là gần, ở khoảng cách tầm 10-20cm và di chuyển nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia như thế này thì Mochi cũng đã bắt đầu biết nhìn theo rồi, hoặc là mặt của bố mẹ khi mà di chuyển từ bên trái qua bên phải, từ bên phải qua bên trái thì Mochi cũng đã bắt đầu biết nhìn theo. Thích nhìn đèn này, những nguồn ánh sáng trong bóng tối. Về các âm thanh thì con đã bắt đầu có một vài âm thanh khác, như cái tiếng ọ ẹ hay là tiếng khóc hàng ngày, kiểu gư nó chưa có ý nghĩa gì đâu, nhưng mà nó bắt đầu là những kiểu âm thanh tương tác của con rồi, chứ nó không chỉ là những tiếng động vu vơ nữa. Tại vì tớ cho Mochi tim mẹ theo nhu cầu, thế nên là đa số trong ngày con sẽ ngủ khoảng 2-3 tiếng rồi dậy tim mẹ no nê rồi lại ngủ tiếp. Nhưng mà cái đoạn thời gian buổi chiều khi mà mí đi học về tầm 4 giờ ấy thì Mochi sẽ dậy chơi tầm 2-3 tiếng hết một cữ, rồi mới lại đi ngủ tiếp, rồi mới lại ăn và đi ngủ tiếp.
Buổi đêm thì trộm vía em bé cũng ngủ rất là ngoan, chỉ dậy ọ ẹ một vài câu để đòi ăn. Thì sau khi mẹ cho ăn xong thì cũng ngủ luôn, hoặc là vừa ăn vừa nhắm mắt, nói chung là cũng không có nhu cầu tương tác với mẹ. Trong một tuần thì sẽ có khoảng 1 đến 2 đêm bạn ấy sẽ mở mắt quan sát vào buổi đêm. Khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì tớ cũng chỉ ngồi nhìn con thôi, cũng không tương tác, mình không được nói chuyện để cho con có thể phân biệt được ngày đêm tốt, giữ được cái nếp thói quen đấy. Thì trộm vía tớ thấy đây là một em bé khá là hợp tác và dễ dàng, không có gì than phiền cả. Tính tình cũng rất là chill, khi mà có tiếng động hay giật mình hay là chị mí làm gì nghịch ngợm ồn ào thì Mochi cũng thoải mái, không có vấn đề gì cả. Chỉ có gắt gỏng mỗi cái lúc là cần ăn thôi. Bỉm bẩn cũng không sao, nóng cũng không sao, lạnh cũng không sao, vẫn ngủ, vẫn ăn bình thường. Chỉ có hơi đói một chút thì sẽ khóc rất là kinh khủng để đòi ăn. Khuôn mặt của Mochi rất là giống Mí, mọi người xem ảnh thì có thể biết rồi đấy. Hồi đấy tớ mọi người hỏi là chị dự đoán Mochi sẽ như thế nào, tớ cũng chỉ nói đùa thôi, hay là trông sẽ rất giống Mí. Tại vì kiểu tớ thì rất giống em trai tớ, và chồng tớ thì cũng rất giống em gái chồng tớ, nên tớ đoán là Mochi sẽ rất giống Mí. Và đúng là con rất giống Mí thật. Đấy, nhưng mà tính tình thì tớ trộm vía thấy còn dễ hơn cả Mí. Không biết có phải là vì kiểu tâm lý mẹ lần này đã thoải mái hơn, không bị căng thẳng lo âu nhiều như ngày xưa hay không. Đầu của con cũng đã bắt đầu rất là cứng rồi, luôn ngóc lên này, xong rồi quay về hai phía rất là thoải mái, tự tin. Tớ cũng không phải đỡ nhiều, kể cả khi vỗ ợ bế đứng như thế này này thì con cũng sẽ kiểu tự ngóc lên và tự di chuyển đầu ấy, chứ không ngả vào vai mẹ. Thì trộm vía tớ thấy cái điểm đấy là cái điểm Mochi cũng cứng cáp hơn Mí rất là nhiều. Và ngoài ra Mochi cũng không bị chớ nhiều nè, nếu mà có no quá hay là bị đầy hơi thì vỗ ợ cũng rất ợ rất là nhanh, không bị kiểu nửa tiếng đến 40 phút cũng không ợ xong như là hồi xưa so với chị Mí. Kiểu ngày xưa cho nuôi Mí thì tớ nhớ là kiểu ám ảnh nhất là khoản là cứ tối đến là con sẽ bị kiểu chớ vọt. Có thể là Mí kiểu ăn nhiều quá hay là đầy hơi quá tớ cũng không biết, nhưng mà rất may là trộm vía một tỷ lần là được này, Mochi không bị thế. Ngay sau khi sinh ra thì Mochi đã được tiêm vitamin K và viêm gan B ở viện này. Gì nữa nhở? Sau đó 2 tuần thì tớ cho Mochi đi tiêm lao là xong rồi. Sang tháng sau thì chắc sẽ có nhiều thứ hơn nữa để tiêm, thì tớ sẽ update sau. Tiêm về thì con cũng vui vẻ, đi tiêm cũng ngủ suốt thôi, hầu như là thế, nên cũng không có vấn đề gì, về cũng không bị sốt hay khó chịu gì cả. Thì tớ đang đợi cái nốt tiêm lao đấy nó mưng mủ lên thôi, để đúng với quy trình của cái nốt tiêm đấy. Về sữa mẹ thì ngày thứ 3 sau khi sinh là tớ đã bắt đầu có sữa rồi, đã có sữa non để Mochi ăn được rồi. Và sau khoảng 1 tuần, tức là khi từ viện về đến nhà là Mochi đã có thể đủ sữa mẹ hoàn toàn để ăn hàng ngày, không phải giảm thêm sữa công thức nữa. Đấy, thế nên là tớ cũng rất tự hào về điều đấy. Nhưng mà lần này thì tớ hơi lười hút sữa ấy, một ngày tớ chỉ hút 1 đến 2 cữ thôi, còn lại để cho Mochi bú trực tiếp là chính. Tại vì tớ thấy em bé bú trực tiếp thì mẹ cũng đỡ bị tắc sữa hơn, với cả nó cũng tốt hơn cho nhiều thứ, sự phát triển của con. Ở trong clip tổng kết mỗi tháng này thì tớ sẽ chọn ra 3 sản phẩm mà tớ không thể sống thiếu. 3 sản phẩm mà tớ yêu thích nhất không thể sống thiếu tháng này. Thứ nhất là cái camera theo dõi Xiaomi. Tớ đã giới thiệu với mọi người trong một cái clip haul nào đấy rồi. Ngày xưa cái thời của Mí thì tớ rất là lo lắng lo âu, lúc nào cũng kiểu phải có ai đấy ngồi bên cạnh con trông con thì mới yên tâm đi sang phòng bên cạnh để ăn hay là để làm việc hay là để nói chung là một cái việc gì đấy rời khỏi phòng, thậm chí là đi toilet. Nhưng mà lần này có cái camera thì rất là tiện, thỉnh thoảng bật camera lên thấy chị Mí kiểu rón rén chui vào thơm em xong rồi lại đi ra ấy, xem được từ điện thoại này, xong rồi kiểu có âm thanh các thứ. Thứ nhất là cái camera đấy, và thứ hai cũng lại một thiết bị công nghệ nữa, đấy chính là cái máy hút sữa Medela Sonata này. Đây là người bạn đồng hành thân thiết của tớ, cặm cụi mỗi đêm hút sữa. Tớ hay hút sữa vào buổi đêm bởi vì kiểu lúc đấy mình thấy thư giãn ấy, có thể ngồi xem một tập Friends và hút sữa trong vòng 20 phút như thế là đủ. Thực sự là nó rất êm, cái dòng Medela Sonata Flex này nó làm cho tớ có một cái trải nghiệm hút sữa thích không thể chịu được ý. Kiểu ngày trước hút Pom thì thấy nó cũng ồn, cũng thỉnh thoảng hơi đau rát, nhưng mà cái bạn này thì rất êm, rất sâu và hút rất kiệt, làm cho thấy việc hút sữa cực kỳ nhanh và hiệu quả và dễ dàng. Tuy nó hơi to hơi cồng kềnh nhưng mà vì tớ cũng không đem đi đâu ra khỏi phòng, cũng
không có nhu cầu cần phải tìm cái nào gọn nhẹ lắm. Và tuy nhiên thì trong thời gian tới tôi cũng muốn review thêm một vài loại giá bình dân hơn và gọn nhẹ hơn, nên mọi người có biết loại nào mà đạt được các tiêu chí như thế thì có thể comment ở phía dưới nhé, để tôi sẽ mua về thử trong cái giai đoạn này. Một sản phẩm cuối cùng của bé tôi cũng rất tâm đắc, đấy chính là cái cuốn chuỗn cocoon này. Thực ra ngay bây giờ tôi có thể cho mọi người xem Mochi đang ngủ với cái cuốn chuỗn cocoon của bạn ấy bên cạnh tớ. Đấy. Sẽ có em bé thích cuốn và sẽ có em bé không thích cuốn, nhưng mà Mochi thì là một em bé rất là thích cuốn. Thế nên là đấy là một thứ tớ không thể sống thiếu. Kiểu không cuốn một cái là bạn ấy sẽ kiểu khùa chân tay loạn xạ lên, xong rồi đập vào mặt, cào vào mặt và bạn ấy sẽ lại mất giấc. Cái của Mochi đang cuốn thì là cái đã dùng lại của chị Mí từ rất lâu, mấy năm nay rồi. Những cái cuốn chuỗn cucu thì nó sẽ có logo chính hãng như thế này. Như thế này mọi người có thể nhận biết được ngay, kiểu đằng sau là QR code để có thể scan ra. Tớ cũng chưa scan thử xem nó có thông tin gì, nhưng mà đấy là như thế. Và cuối cùng thì tớ nghĩ cũng là một sản phẩm nữa rất là quan trọng trong cái thời kỳ này nếu bạn là một người mẹ sinh con lần đầu tiên. Đấy là một cuốn sách tên là Quảng Gánh Lo Âu Thành Thơi Làm Mẹ. Quyển này tớ được Loan tặng. Tớ thấy rất là hay và đúng với tâm lý của người mẹ có con lần đầu. Kiểu lúc nào cũng lo âu, khi mà con khóc thì có rất là nhiều những cái suy nghĩ, tự nghĩ trong đầu ấy. Những cái chuyện, những cái suy nghĩ tiêu cực này, những cái cảm xúc tiêu cực thì mọi người đều có thể tìm trong này hết. Và sẽ cảm thấy là không phải một mình có những cái cảm giác, cảm xúc như thế. Khi mọi người đọc quyển này thì mọi người sẽ thấy được an ủi rất nhiều. Vì tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực này, những thay đổi về suy nghĩ, hormone đều có ở trong này. Vì Mochi là em bé lần thứ hai của tớ rồi nên là tớ đã thấy rất may mắn mình đã trải qua giai đoạn đấy và không phải lâm vào cái giai đoạn đấy một lần nữa. Nhưng mà trầm cảm sau sinh thì không chỉ đến với các bà mẹ sinh con lần đầu, nhưng mà cũng có thể đến với các bà mẹ sinh con lần thứ hai, thứ ba nữa. Thì tớ nghĩ đây là một quyển đầu sách rất là hay để mọi người có thể đọc để cảm thấy kiểu mình được thấu hiểu hơn, an ủi hơn. Cũng là một gợi ý rất hay để đưa cho các bố đọc này, những người bạn đời của mình đọc, hay là các mẹ, tức là các bà ấy, giúp trông con, để mọi người có thể hiểu được hơn những cái khó khăn mà những bà mẹ hiện đại đang trải qua. Đấy, thì tôi thấy rất là hay. Tôi không biết là quyển sách của bà nó online không, tôi sẽ để link ở dưới nếu mà tôi thấy nhá. À, mọi người thấy tôi có gầy đi không? Tôi đã giảm được từ 63 cân. Hôm tớ lên bàn sinh Mochi là tớ 63 cân và hôm nay thì tớ vẫn còn tận 55 cân. Đấy, thì tớ còn tầm 7 cân nữa cần phải giảm. Nói chung hy vọng thế thôi, nhưng mà chắc cũng phải một năm nữa mới thực hiện được là trở về cái cân nặng cũ 48, 49 cân gì ấy. Và đó là tất cả những gì mà tớ muốn chia sẻ trong clip ngày hôm nay. Mochi sắp dậy rồi nên tớ phải đi đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi clip. Và đừng quên like, comment và subscribe để không bỏ lỡ các clip tiếp theo của tớ trong những lần sau nhé. Và mọi người nếu muốn tớ chia sẻ thêm gì về chuyện bỉm sữa thì cũng hãy comment ở phía dưới để tớ có thể tổng hợp kiến thức và trải nghiệm để chia sẻ cho mọi người được hiệu quả hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại.